Niềm vui trong Phật Pháp gọi là Pháp hỷ sung mãn Được thọ dụng mới Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Quý vị chưa được thọ dụng thì Pháp hỷ ở đâu mà có Sự sai biệt đó quá lớn Thọ dụng như thế nào Sau khi hiểu rõ rồi liền có thể khí nhập Chư vị tổ sư thường nói Tiêu quy tự tánh à, Thật sao? Thật vậy Vì sao vậy? Vì nó vốn từ trong tự tánh sanh ra Nó làm sao mà không thể trở về tự tánh được Trở về tự tánh liền được đại tự tại Quý vị thật sự hưởng thụ được rồi Tôi niệm Phật, niệm Phật rất an vui Vì sao vậy? A-di-đà Phật ở trong tâm cùng phật a di đà kết hợp thành một thể thì làm sao mà không an vui được quý vị niệm a di đà phật một ngày niệm một trăm ngàn tiếng phật là phật ta là ta không hề liên can gì thì an vui của quý vị sanh khởi từ đâu được quý vị vẫn là phiền não quý vị sẽ không được an vui một tiếng phật hiệu một tiếng tâm Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm, niệm tương ưng niệm niệm Phật Không Nhân. giống nhau Cho nên quý vị phải thể hội mới được Tâm môn Đại Đức thường thường kiểm tra người học Hỏi họ một câu người biết không Kỳ thực Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi pháp môn đều như vậy Vấn đề chính là quý vị có biết hay không Vậy chúng ta vì sao lại không biết Chúng ta có chứa ngại Phải thừa nhận Chứa ngại là gì? Chứa ngại đầu tiên là Ngã chấp Không biết bản thân có chân ngã Coi thân là ngã Chứa ngại này quá lớn rồi Bởi vì có ngã liền có tự tư tự lợi Liền có danh gian, gian lợi dưỡng Liền có ngủ dục lục trần Liền có tham sân si mạng Sự việc này đúng là phiền phức lớn rồi Quý vị làm sao mà ăn vui cho được Cho nên nhập môn Phật Pháp Phải nhập từ đâu Vô ngã Trong Kinh Kim Cang nói Vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Chúc mừng quý vị quý vị nhập môn rồi Quý vị xem Kinh Kim Cang xem Thật sự người đầu tiên chứng được Bốn vô tướng này là người nào? Là sơ quả Tu Đà Hoàng Thật vậy sao? Thật vậy? Vì sao vậy? Tu Đà Hoàng đập phá Chiến hoạt Chiến hoạt trong chiến tư phiền não Đã phá được rồi Họ buông bỏ rồi kiến quan là gì đầu tiên là thân kiến không còn cho rằng thân là ta nữa thứ hai là biên kiến biên kiến là đối lập không còn đối lập nữa Tiền não của người thế gian từ đâu mà có từ đối lập vì sao không có đối lập ta là giả người cũng là giả Tất cả hiện tượng đều như mộng huyễn bao ảnh Ý niệm có đối lập tức là sai rồi Vừa có đối lập quý vị xem Lập tức liền sanh khởi không chỉ Chiếm hữu Tiền não của quý vị liền khởi lên Quý vị làm sao mà ăn vui cho được Ý dưới đây nói với quý vị là thành kiến không còn nữa Kiến thủ kiến giới thủ kiến là thành kiến điều này người trung quốc thường nói là người nào đó thành kiến rất nặng phật chia thành kiến thành hai loại lớn một là thành kiến trên nhân hai là thành kiến trên quả giới thủ kiến là thành kiến trên nhân kiến thủ kiến là thành kiến trên quả thành kiến không còn nữa cuối cùng tất cả những kiến giải sai lầm đều không còn nữa Chứng quả tu đà hoàng rồi Là tiểu tiểu thánh Tu đà hoàng chưa xa lìa lục đạo Họ vẫn còn tới lui bảy lần Trên quải trời quải người Mới có thể chứng đắc quả a la hán Vậy là siêu việt tam giới rồi Tam quả A-na-hàm Tu hành trong tứ thiền thiên Ngũ bất hoàng thiên Tu thành rồi Họ liền thoát ly lục đạo Đó là Đoạn tận tư hoặc Lục đạo này sẽ không còn nữa từ đó cho thấy lục đạo từ đâu mà có Kiến tư phiền não biến hiện ra gì? Là nhân của lục đạo Kiến tư phiền não buông bỏ rồi Không còn nữa Lục đạo luân hồi liền không tồn tại là giả Không phải là thật